Xin chào tất cả quý vị các bạn. Và hôm nay ở ngoài Bắc thời tiết đang là 14 độ và đang mưa bay. Thời tiết khá là lạnh và khá là rét. Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi, khi thời tiết trở lạnh một chút thì là có rất nhiều bác đã comment là em muốn tìm một con xe để đi thay xe máy và muốn tìm một chiếc xe để che mưa che nắng và giống như một chiếc ô để có thể tránh được cái vụ đông này. Thì đối với vụ đông của Việt, đối với miền Bắc thì nó sẽ kéo dài mất khoảng vài tháng. Và các bác comment khá là nhiều, thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị và các bạn với một cái video clip nói về những cái dòng xe mà nó tầm tiền nó khoảng hơn trên 100 triệu và dưới 200 triệu. Thì có rất nhiều bác, với các bác còn có tầm tiền khoảng 400-500 triệu thì hoặc là 300 triệu trở lên hoặc là hơn 200 triệu thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng với những cái người mà cái tầm tiền nó chỉ có hơn 100 triệu thì chúng ta khó có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe đẹp. Cho nên hôm nay nhân tiện ở đây thì cũng theo yêu cầu của rất nhiều quý vị và các bạn thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái video clip nói về những cái dòng xe mà trên 100 triệu và dưới 200 triệu. Và chúng ta sẽ đi chi tiết về những cái dòng xe như thế này. Thì chia sẻ với quý vị và các bạn là đây là những cái dòng xe mà nó trên 100 triệu và dưới 200 triệu. Đây là thời tiết ở ngoài Bắc thì vào thời điểm này thì nó khá là lạnh và khá là rét. Cho nên là cái video này khi tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn thì đây là chỉ dành cho những người mà với cái tầm tiền nó khá là ít để tránh mưa tránh nắng thôi. Thì đây là đối với cái con xe mà con này tôi gọi là con Corolla.6 GLI. Và đấy là cái dòng xe này là, và con bên dưới thì cái con này là con 0.6 GLI. Thì đây thì chúng ta biết là đây là một con xe nó khá đẹp, nỉ của nó như thế này. Và chỉ dành cho những cái người mà có với cái tầm tiền nó khoảng trên 100 triệu và dưới 200 triệu thôi. Thì cái video này nếu như mà tôi có làm chỉ là báo giá thì quý vị các bạn nó hết sức thông cảm là đây là vừa rồi ngoài Bắc là trời trở lạnh, bây giờ nhiệt độ nó chỉ có 14 và 13 độ C. Và nếu như vào thời điểm mà thời gian nữa thì nó có thể xuống đến 6-7 độ như những năm trước. Thì đây là một điều vô cùng bất lợi cho những người đi xe máy. Và với cái tầm tiền nó khoảng hơn 100 triệu thì hoàn toàn là ít chúng ta có sự lựa chọn khác. Đây là tôi nói là không có sự lựa chọn nhé. Cho nên là với cái tầm tiền như vậy thì chúng ta có thể chỉ có lựa chọn. Thì như chúng ta đã biết, tôi đã quay về cái phía đằng trước thì là đằng trước là con Gentra và đằng sau là con Spark. Thì đây là con Gentra mà nó có đầy đủ là cả la răng đúc này. Đây là độ la răng, đối với Gentra thì chúng ta biết được rằng là nó chỉ có la răng sắt thôi. Nhưng đối với con này thì nó lắp la răng đúc của đời 2014. Và chúng ta sẽ xem qua về cái phần nội thất của nó. Đây là phần nội thất này. Thì chúng ta biết rằng đây là phần toàn bộ phần nội thất của con xe này. Đây là phần đằng trước và đây là phần đằng sau. Thì chúng ta biết rằng là cái tầm tiền như con xe Gentra này nó tầm khoảng dưới 200 triệu thôi, mà đời 2009, biển Hà Nội, lốp láp đẹp và không taxi, không dịch vụ. Và gầm vệ thì tôi đã test qua và tôi đã kiểm tra. Thì chúng ta tôi biết được rằng là tôi đã test qua rồi, toàn bộ phần máy và phần gầm thì tôi cũng đã kiểm tra và con này làm phần gầm mất hơn 4 triệu. Và chưa nói đến phần sơn. Thì tôi cũng chỉ chia sẻ là đối với cái tầm tiền hơn 100 triệu chúng ta lựa chọn những con xe như thế này thì hoàn toàn có thể là đi gia đình tốt. Và chúng ta không phải dọn dẹp gì cả. Để các bác biết là nếu những bác nào đã từng đi dọn dẹp về sơn, về gầm bệ, về phần điện, về phần chi tiết thì chúng ta biết rằng là để dọn một con xe mất khá nhiều thời gian. Thì cái phần mà con Gentra này chúng ta cần phải xử lý ngay cái phần đầu tiên, đó là buji bơm xăng và toàn bộ hai con cảm biến này. Chúng ta biết là ở đằng trước là nó có cả cảm biến này và đằng sau thì tôi cũng đã nói rồi. Ở đằng sau ấy, thì nó có thêm nữa, đó là một con cảm biến ở phía dưới. Tôi sẽ zoom cho quý vị các bạn nhìn thấy này. Nó nằm ở phía sau này. Thì cái điều mà dễ dàng chúng ta xử lý ngay, nhanh, đó là chúng ta thay luôn ba con cảm biến này đi thì coi như con xe nó sẽ không bao giờ bị bỏ ga nữa. Và phần quan trọng nhất đó là phần buji và bơm xăng là chúng ta làm luôn, là chúng ta có thể dễ dàng đi một con xe nó tầm hơn 100 triệu có thể đi tốt được. Thì cái đấy là những cái mà tôi về là thường thường theo cái quy tắc quy định của tôi là tôi sẽ làm luôn. Bên cạnh đằng sau nữa thì nó sẽ là con Spark. Thì đây con Spark là khá đẹp, con này nó tầm 130 triệu quay về thôi, nhưng mà nó là một con xe mà tôi đánh giá nó khá là cao.
con Spark mà nó không taxi dịch vụ thì chúng ta biết toàn bộ cái cáp táp lô nó vẫn còn nỉ hết này, và toàn bộ phần nội thất này, phần cabo đằng sau thì hôm nay trời nó khá là mưa cho nên là chúng ta sẽ nhìn nó sẽ không được rõ lắm, nhưng mà phần máy con xe này thì cũng khá là đẹp. Và chúng ta nhìn bàn chân côn, chân phanh của nó đây. Đấy, thì với cái tầm tiền mà hơn 100 triệu thì các bác hoàn toàn, ví dụ như mua SH thì có thể thêm một chút tiền là có thể mua được chiếc xe này đi. Con này được 2010 và tôi cũng đã từng dọn dẹp qua về phần bắn tỉa qua sơn và kiểm tra về phần gầm bệ và buji rồi. Thì quý vị các bạn hoàn toàn có thể là tránh mưa tránh nắng. Còn đối với các bác ở trong miền Nam thì thời tiết có lẽ là nó sẽ không rét như thời tiết này, thì chúng ta cũng là một cái dịp để cho chúng ta gần Tết rồi và chúng ta muốn có một con xe để chúng ta đi lại trong cái dịp Tết thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được đối với dòng xe này. Đấy, thì là cái dòng xe thì như các bác cũng comment thì hôm nay ngoài trời nó khá là mưa, khá là to và nó khá là lạnh, nhiệt độ có 14 độ thôi. Và tất cả những anh em đều phải mặc áo ấm và rất là lạnh. Nếu như mà không hoạt động thời tiết này thì chúng ta sẽ khó có thể là đứng ở cái thời tiết lạnh như thế này. Thì để chia sẻ cho quý vị các bạn một cái video là như vậy. Đấy là cái video chia sẻ cho quý vị các bạn về ba cái dòng xe mà trên 100 triệu, dưới 200 triệu thì quý vị các bạn có thể là dễ dàng để lựa chọn được. Nhưng Gencha kia là 200 triệu có lùi có một chút, và con Cola kia thì nó chỉ nhô 100 thôi, nó tầm khoảng 155 triệu, 160 triệu thì chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn cho mình những chiếc xe nó nỉ và toàn bộ phần ghế, phần nội thất, phần máy như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta đi lại. Đó là cái video chia sẻ cho quý vị các bạn, và tôi cũng có để số điện thoại bên dưới nếu quý vị mong muốn chia sẻ điều gì, hoặc là quý vị các bạn mà mong muốn là chia sẻ những video nói về cái dòng xe nào hoặc là test những dòng xe nào thì quý vị có thể comment bên dưới và tôi cũng sẽ thể theo yêu cầu quý vị, và dựa vào đó chúng tôi có thể làm video. Và đừng quên là đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Và dịp Tết đến xuân về thì tôi cũng sẽ báo giá liên tục về những cái dòng xe ở trên salon. Cảm ơn quý vị đã xem video và chúc quý vị các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ và chúc một ngày tràn đầy năng lượng. Chúng ta sẽ gặp lại vào những video clip tiếp theo. Xin chào.